Người cao tuổi và mắc bệnh lý nền gặp khó khăn trong việc di chuyển tại thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đã có thể yên tâm trong việc được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 mà không cần phải đến trực tiếp các điểm tiêm được bố trí cố định trên địa bàn. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, mô hình xe tiêm vắc xin lưu động đã được đưa vào hoạt động trên địa bàn quận Gò Vấp và thành phố Thủ Đức, đảm bảo đưa vắc xin đến gần với người dân tại các khu dân cư hẹp nhỏ gặp khó khăn trong việc đi lại. Tại Ủy ban Nhân dân phường 9, quận Gò Vấp, vào chiều ngày 14 tháng 8 vừa qua, đội tiêm chủng với khoảng 45 y bác sĩ cùng một chiếc xe lưu động đặt giữa khuôn viên Ủy ban Nhân dân phường đã phục vụ hàng trăm lượt người dân đến tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thời gian thực hiện tiêm từ 16 giờ 30 đến 20 giờ hàng ngày, với công suất mỗi buổi tiêm khoảng 300 liều. Thực hiện cho người dân từ 65 tuổi trở lên hoặc những người dân gần 65 tuổi có bệnh nền. Ông Nguyễn Trung Hòa, giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, quận có 6 điểm tiêm, tuy nhiên nhiều người cao tuổi hoặc người già yếu vẫn khó di chuyển đến các điểm tiêm cố định và xe tiêm chủng lưu động là một biện pháp rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Theo các y bác sĩ, xe được thiết kế tối ưu không gian nên mọi người cũng cảm thấy thoải mái trong quá trình thực hiện. Xe này có thể di chuyển vào khu dân cư, những đường nhỏ mà người dân có thể dễ ra khu đó, giúp việc tiêm chủng ở khu phố thuận lợi, hạn chế bà con đi đến những nơi xa hơn. Chiếc xe tiêm vaccine lưu động tại quận Gò Vấp được công ty cổ phần chế biến cổ Đức Thành, phường 14, quận Gò Vấp trao tặng cho Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp với mục tiêu chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc chiến chống Covid-19. Xe do công ty cổ phần ô tô Trường Hải thuộc tập đoàn Thaco sản xuất trị giá 1,8 tỷ đồng. Không gian sàn xe tiêm vaccine lưu động có thể bố trí 4 bàn và 8 băng ghế, phục vụ công tác khám sàng lọc và tiêm ngừa ngay trên xe, tránh tập trung đông người. Trên xe có hệ thống phun khử khuẩn bằng nhiệt, hai bên thân xe được nâng lên bằng hệ thống nâng thủy lực để tận dụng làm máy che kèm theo những tấm bạc giúp che nắng, che mưa trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đồng thời, đuôi xe lắp bật lên xuống giúp người dân lên xuống xe dễ dàng hơn. Hệ thống đèn chiếu sáng cũng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng vào ban đêm. Bên cạnh đó, trên xe còn có tủ đông bảo quản vaccine luôn duy trì ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C, đảm bảo xe có thể lưu thông trong thời gian dài mà vẫn giữ được chất lượng của vaccine. Tủ bảo quản đã được sạc 10 giờ đồng hồ để duy trì công suất hoạt động trong 30 giờ tiếp theo, xuyên suốt quá trình diễn ra hoạt động tiêm chủng. Không gian bên ngoài chiếc xe có các hàng ghế được sắp xếp đúng theo tiêu chuẩn giãn cách để người dân có thể an tâm ngồi chờ đợi đến lượt tiêm. Xe chuyên dụng tiêm chủng lưu động có thể hỗ trợ nhân viên y tế tiêm từ 1.500 đến 2.000 liều vaccine mỗi ngày. Trước đó, vào ngày 10 tháng 7 tại Hà Nội, tập đoàn Thaco đã trao tặng 63 xe tải chuyên dụng vận chuyển vaccine và 63 xe chuyên dụng phục vụ tiêm chủng lưu động đồng thời sử dụng được cho công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với tổng giá trị là 150 tỷ đồng. Mẫu xe tiêm vaccine lưu động là một sản phẩm của tập đoàn Thaco, được sản xuất tại Chu Lai, Quảng Nam với tỷ lệ nội địa hóa trên 50%, được tiêu thụ trong nước và đang xuất khẩu sang các nước ASEAN. Chiếc xe mang thương hiệu Mitsubishi Fuso Nhật Bản sở hữu bởi tập đoàn Daimler Mercedes Đức và là một trong nhiều thương hiệu ô tô quốc tế khác như Kia, Mazda, Peugeot, BMW mà Thaco đang hợp tác dựa trên chiến lược tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong sản xuất ô tô và linh kiện phụ tùng.